Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là cái phất đuôi trục cơ của Musso Sangjong. Nó lắp chung với cả Mac MB. Đây là dòng sản phẩm phất của hãng NSH anh em nhé. Cái thông số của nó sẽ là có thông số, đây anh em nhìn này, nó sẽ ghi 93, 114, 13. Tức là đường kính trong, đường kính ngoài và độ dày đấy ạ. Đây, cái phớt đuôi này thì nó sẽ có cái thiết kế là cao su cao cấp và cái khung sắt để tạo lên để chúng ta giữ. Đây, kèm theo với các cái phanh lò xo này, anh em nhìn này. Đó. Để chúng ta khi lắp vào cái phía đuôi trục cơ của nó thì nó sẽ giữ, giúp cho dầu nó không hề bị chảy. Đó. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái phớt đuôi trục cơ của con Musso Sangyong và Max SP. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.